thông tin mới vào lúc này, chính sư Minh Tuệ sẽ là người chứng minh thân phận chiếc nồi cơm phát ra tiếng chuông mà những ngày qua dư luận sôi nổi gắn liền với tên tuổi của ngài. Đây là thước phim vô cùng quan trọng, là bằng chứng xác thực mà quý vị cần phải biết vào lúc này. Kính mời toàn thể cùng theo dõi. Xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì bữa nay mình gặp lại nhau với cái tình tiết mới liên can đến chiếc nồi cơm thần kỳ mà mấy hôm trước đó nó đã gõ ra cái tiếng chuông. Nhưng giờ phút này thì mọi chuyện đang được lắng xuống hoàn toàn rồi, không có còn là nghe ai bàn tới nữa. Nhưng mà một cái chi tiết mới đó mà con không thể nào con để nó lặng yên và trôi qua như vậy được, bởi vì đó là cái bài trò mê tín dị đoan. Đó chính là những cái con người mà họ đã dựng lên những câu chuyện không có thật để lừa đảo cộng đồng mạng, hòng là trục lợi một số tiền nào đó. Nhưng là đã bị phát hiện, đã bị bóc phốt, họ nhắn tin về đây họ chửi. Rồi sau đó là mọi sự việc, và nếu như đây đó Cà Mau mà không có nói nữa là hoàn toàn bên đó là cũng bị trôi qua một cách phải nói là im điềm, là không ai hay biết, coi như là dần dần sẽ chìm vào quên lãng đó. Nhưng không dễ dàng như vậy được. Quý vị biết không, tôi nói chuyện là có bằng chứng. Bởi vì họ không trục lợi thì làm sao họ dám khẳng định rằng có người trả 500 triệu rồi mà tôi chưa có bán, hay là có người trả cả tỷ đồng nhưng tôi không bán. Đã nói rằng trả con số đó tôi không bán, tức là tôi cũng có ý định muốn bán, nhưng quan trọng rằng nó chưa đạt con số mà tôi mong muốn. Còn nếu như đối với cái người mà người ta coi đó là cái vật quý đối với họ thì khẳng định rằng có bao nhiêu tôi cũng chối từ. Và những người nào mở miệng mua thì tôi phớt lờ ngay. Đó, tức là người ta không có ý định. Bữa nay nè, là có một vị Phật tử, họ đã cung cấp được cái thông tin rất là quan trọng về chiếc nồi cơm này. Đó là cái chi tiết, đó là cái bằng chứng sống luôn, là để công bố rằng cái bọn đó là bọn lừa đảo. Và sau khi những cái video lần trước con lên đó, thì ở đây họ nhắn tin về, họ chửi rủa rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì họ không cam lòng với những gì mình nói là giả. Họ nói thẳng trong cái video rằng là nhắn tin riêng nha, họ coi video con rồi họ nhắn tin riêng: anh em người ta đây cũng kiếm tiền, mày cũng lên đó cũng kiếm tiền, mày bớt lên ngồi nói lại. Đó, thì chứng tỏ rằng phía sau cái nồi cơm này là có cả một ekip để dàn dựng. Nếu như không dàn dựng thì tại sao người ta thổ lộ với mình một câu nói như vậy, trong khi con lên con phản tố rằng nồi cơm là giả, đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh luôn. Quý vị còn nhớ không? Tất cả những chiếc nồi cơm của sư Minh Tuệ đi khất thực, cái miệng nó không có cái dành, tất cả đều trơn láng từ dưới lên trên và thẳng như thế này, trên miệng đều được cưa dành. Điều đó chứng minh qua tất cả những thước phim, những hình ảnh mà sư Minh Tuệ cầm chiếc nồi cơm điện đều được cưa dành hết. Chưa có chiếc nồi cơm cổ nào mà đi theo thầy Minh Tuệ lâu như vậy mà không được cưa vạch. Cái chiếc nồi cơm mà được tặng về Anh Quốc đó, là cũng nằm trong lọng kính đó, cũng cưa mất cái dành. Đó, là để dễ dàng thuận tiện là khất thực hay là dễ cầm như thế nào đó, theo ý sư Minh Tuệ thì mình không biết. Nhưng trước mắt là thầy muốn tạo nó không còn là một chiếc nồi cơm của một người bình thường, mà nghĩa là cho nó không giống nồi cơm của đời sống, theo như cái kiểu mà thuộc cái dạng là mình cắt nó đi để cho nó giống cái bình bát để mình khất thực, để gọi nó trở thành cái bình bát tự chế. Chứ thầy không dùng cái bình bát giống như trong chùa để tránh làm ảnh hưởng tới là giáo hội Phật giáo. Có nghĩa là thầy không sử dụng những cái gì mà nó giống như nằm trong giáo hội để tránh ảnh hưởng tới giáo hội. Đó, cái đó là cái ý tứ của thầy. Chính vì cái ý tứ này nó mới cho mọi người thấy được cái chi tiết là chúng ta đã bỏ quên, rằng là trên cái miệng dành của những chiếc son, những chiếc nồi cơm điện đó, mình gọi dân giả, của sư Minh Tuệ dùng để làm bình bát khất thực, đều được cưa ngang cái miệng hết, không có cái dành dè ra như thế này để họ gõ đâu. Mà quý vị để ý đi, trên cái chiếc nồi mà họ đang gõ ra tiếng chuông là có cái dành của một chiếc nồi cơm bình thường,
thì tức là chưa được chế tác qua, chưa được cắt. Đó, ngày xưa sư Minh Tuệ có nói, con đi kiếm cái trong cái bãi đồ mà người ta bỏ đó, con thấy là có cái nồi cơm, thấy cũng hay hay, phù hợp để mình làm bình bát thất thực, nên con chế lại làm bình bát. Chế tức là gì? Tức là cưa cái dành đi để cho nó giống cái bát. Quý vị cứ, nếu như không tin đây đó Cà Mau nói, thì quý vị cứ tìm hiểu về những thước phim sư Minh Tuệ đi khất thực trong từng giai đoạn, sẽ thấy có cái dành hay không là quý vị sẽ biết. Nhưng mà con nói ở đây là nhiều cô chú nhớ rồi, chứ không có cần lật lại những thước phim đó đâu. Và hơn nữa, cái chiếc cơm, nồi cơm của thầy, nếu như thầy dùng đi khất thực thì thầy ôm nó mỗi ngày, ôm nó vào lòng, thì đồng nghĩa với việc thầy vệ sinh nó ở bên ngoài rất là kỹ lưỡng, bóng loáng. Cái chiếc nồi cơm nào nằm trong tay thầy Minh Tuệ cũng rất là sạch sẽ, nó sạch rất là tốt, trắng trẻo đàng hoàng. Còn cái chiếc nồi cơm mà họ đưa lên đây, nói thiệt với quý vị nha, dòm không dám dòm luôn, nó đầy bụi bặm, nó xù xì mà nó ghê lắm. Nhiều bà con Phật tử đã góp ý cho con điều này, nên là con mới nhớ thôi. Chứ trước đây con lên cái video về cái chiếc nồi cơm này là hoàn toàn thiếu sót. Sở dĩ lên đây, một mặt là mình để chứng minh được cho người khác tâm phục khẩu phục, và chứng minh cho những người đang đứng kẻ giữa phân hai, chưa biết nên tin bên nào, nên tin là đây đó Cà Mau hay là tin cái kênh đã đưa lên gõ chuông là đúng. Đó, để người ta tự có câu trả lời trong lòng. Nếu như một quán tính thông thường thôi, một người mà sử dụng cái đồ vật gì trong cuộc sống, nếu như đồ vật đó mà được sử dụng thường xuyên thì dường như lúc nào nó cũng sạch, dường như lúc nào nó cũng bóng ló, bởi vì nó không có cái vết bụi bặm của là cũ kỹ của những món đồ mà bỏ qua từng năm tháng không ai gờ tới, đúng không? Điển hình như sư Minh Tuệ cầm chiếc nồi cơm nào, miễn chiếc nồi cơm nào mình thấy sư sử dụng đang ở trên tay, nó được lau chùi rất sạch. Thầy rất kỹ, thầy không có ở dơ như vậy. Để mà điển hình luôn, cái nồi cơm mà họ mang ra thì theo như con đoán nha, chiếc nồi cơm này từ lâu đã không có ai dùng đến. Bữa nay họ mang lên đó để họ ma mị cộng đồng. Cái độ ma mị là nằm ở đâu? Họ mang về, họ đổ gạo vô, họ cắm nhang vào đó, làm một bát hương để thờ. Đó. Và giao giá luôn, 500 triệu tôi chưa bán. Nếu như 500 triệu tôi chưa bán thì chứng minh được đạt con số tôi cảm thấy hài lòng thì tôi sẽ bán. Tức là nói câu đó thì trong lòng họ muốn bán rồi. Và họ cái chiêu này là gì? Thật ra mà nói chưa chắc gì đã có ai trả giá đâu. Dân mạng người ta không phải khùng, cho dù dân buôn đồ cổ người ta cũng không phải điên, vì người ta đủ trí tuệ để nhận ra, đủ cái điều kiện cho rằng, để chứng minh xác thực cái nồi cơm này được sư Minh Tuệ tặng hay là không. Những người mà đã sẵn sàng chi 500 triệu với một con số lớn, xin thưa rằng tiền chứ không phải giấy, nên không ai đi dung bất chấp một cách mà mờ ám như vậy. Người ta phải cần anh chứng minh sư Minh Tuệ tặng vào ngày nào, tặng cho ai, rồi ai đã gieo duyên lại người này là chủ sở hữu cuối. Từ đầu tới cuối, từ khi con lên con bóc mẻ sự việc này xảy ra, thì bên đó im lặng, không có một video phản hồi hay là một cái vấn đề gì để chứng minh rằng đây là nồi của sư Minh Tuệ. Tất cả đều là ngụy tạo. Và ngay cả cái người đó mà lên nói chuyện về cái nồi này, theo như quý vị có để ý không, thấy anh ta nói chuyện không được tự nhiên, giống như có một cái kịch bản đã dựng sẵn để mình ngồi mình nói. Tôi nói lên đây bên kia chắc cũng có nhìn video này chắc cũng phẫn nộ, bởi vì cho rằng tôi đang làm trái ý họ thôi, chứ không phải cho rằng tôi nói sai sự thật. Ở đời người ta nói câu sự thật là mất lòng, nhưng một khi mà đã đụng chạm tới chén cơm manh áo của người ta thì hèn chi người ta nhắn tin, ta chửi mình ở trên mạng xã hội rất nhiều. Nhưng mà số lượng người chửi đó là chắc có lẽ nằm trong cái ekip này, chứ không thể nào mà là đến từ khán giả được. Khán giả người ta ủng hộ với những quan điểm đi đó Cà Mau vô tình, rất nhiệt tình. Cái nhiều bà con đã phản hồi lại, cô chú cũng hiểu được cái điều này đó. Thậm chí con chưa nói, cô chú cũng biết được cái điều này, tất cả đều là giả. Và cái chiêu tung tin giá trước là nói bằng giá bao nhiêu như thế này, tức là đánh cái đòn tâm lý vào những người có niềm tin của sư Minh Tuệ. Nhưng mà những người đó phải là những người có điều kiện, đủ khả năng
đủ số tiền mua lại nồi cơm điện này. Ví dụ như hôm nay con muốn bán một vấn đề, một cái miếng đất nào đó, giống như chiêu trò bất động sản vậy. Ừ, con sẽ nhờ người thổi giá, nhờ người của mình lại đấu giá, ừ, trả 500 triệu để cho thằng kia nó lên 600, thì người của mình sẽ trả lên 700 để cho thằng kia nó lên 800. Thì cứ như thế từ từ dâng lên, chính người của mình sẽ đẩy giá. Thì bây giờ ai trả 500 triệu đâu kêu người đó ra, hay là chúng ta chỉ nghe được họ nói thôi chứ chưa thấy nhân vật nào trả 500 triệu. Thì đó là chiêu thức lùa gà thổi giá để hòng là tạo dựng lên câu chuyện quan đường nồi cơm này, nồi cơm của Sư Minh Tuệ. Nếu như nồi cơm này thật sự của Sư Minh Tuệ thì hãy muốn chứng minh điều đó, hãy mang nồi cơm này tới tận mặt Sư Minh Tuệ và cùng giáp mặt với bà con truyền thông, ba mặt một lời sẽ hiểu Sư Minh Tuệ trả lời rằng đây có phải nồi cơm của tôi đã từng dùng và từng sử dụng hay không. Lúc đó là mình sẽ gõ tất cả trăm bề, chứ không phải là một lời nói suông là được, chưa có thước phim nào chứng minh là được. Nhà nội cái đầu tiên thôi, cái nồi này gắn bó với thầy 6 năm sai rồi, thầy đi khất thực chỉ 3-4 năm nay thôi, còn trước đó là thầy ẩn tu ở trong hang đá nhân gà vlog đã quay đó. Và cái giai đoạn từ 2020 nghĩa là 2022, đúng rồi, 2020 tới 2024 thì là đầu năm đó, thì tặng cho cái chàng trai ở Anh Quốc đó là cái nồi cơm đó gắn bó 4 năm tôi chịu. Thì ngoài ra không có cái chuyện có cái nồi cơm thứ hai xuất hiện được. Thì bữa nay là một cái video mà nếu như mình không nói đó, là cái sự việc này là chìm vào quên lãng, phải nói ra cho bằng được. Quý vị hiểu sao không? Giả sử như mình mà để luôn, mình im luôn, thì coi như từ từ sự việc này họ không lừa đảo được mọi người, không lừa đảo được là thôi. Nếu như nói câu lừa đảo không được là thôi thì trên đời này tội phạm nó trót lọt hết rồi. Cho dù đó, lừa đảo không được đi chăng nữa thì đó cũng là một cái tội, lợi dụng người tu để trục lợi, lợi dụng tôn giáo để kiếm tiền. Cái đó không xứng đáng là một người được gọi là có đạo đức trong xã hội. Thì tôi đã cảnh báo rất nhiều lần rồi, sự việc của Sư Minh Tuệ có rất là nhiều chiêu trò của những thế lực phía sau mà mục đích không phải, không biết là gì. Thì trước mắt ở đây mình có thể cho rằng đó là trục lợi tiền bạc đó. Thì cụ thể là một cái bà gì đó, bà bị bắt và bị phạt, nói chung là bởi vì lừa đảo số tiền 250 triệu đó, bởi những Phật tử nhẹ dạ cả tin mà nước ngoài đó, cứ tin rằng ừ tôi cần tiền tôi lo cho sư, tôi cần tiền để tôi xây dựng cái này cái kia cho sư, nhưng cuối cùng sư đâu có cần đâu. Nhưng những Phật tử đó họ biết luôn, họ biết rằng sư là tứ đại giai không, sư không có cần gì cả, nhưng do cái lòng nhẹ dạ cả tin của mình, do cái lòng tín ngưỡng tôn thờ thầy quá nên mình bị quên đi, mình không có nhớ lại những cái đức tính tốt của thầy mà mình đã lỡ tin vào những người lừa đảo đó. Thì cái sự việc của chiếc nồi cơm này nó cũng tương tự như vậy đó, là đánh vào cái tâm lý của những người mà mua chưa có được cái duyên gặp thầy, hay là đã có duyên rồi nhưng không được cái duyên thầy tặng quà. Tại vì trên mạng này thầy, sau này thầy tặng cho rất nhiều Phật tử, ít hay nhiều cũng có 3-4 người nhận được nồi cơm, những chiếc nồi cơm sau này của thầy đó cũng được thầy gieo duyên lại. Có một số Phật tử là ôm nồi cơm khóc luôn, rớt nước mắt, thấy rất là tội. Giống như mình đó, giống như cơ hội ngàn năm có một, mình được thầy gieo duyên, mình quý quá đi nên mình cảm thấy mình cảm động. Thì cái điều này nè, họ đang lợi dụng cái việc đó để đánh thẳng vào tâm lý của bà con đó, những ai mà đủ điều kiện và dư điều kiện nhưng chỉ không may mắn là chưa có được cái duyên để thầy tặng quà, chưa có duyên để sở hữu được nồi cơm của thầy. Thì họ biết cái lòng tham của chúng ta, ở đây chúng ta không có cái lòng tham nên chúng ta mới bị lừa đó. Nhưng á, nói ra thì tội, nhưng thật sự mà nói đó, bà con mình không nên nhẹ dạ cả tin như vậy. Thì họ lợi dụng mình, chính vì mình quá tin đó, nên đó, đặc biệt là những người mà mê tín dị đoan đó, thì lại càng sập bẫy. Họ đưa tin ra ma mị, không biết là cơm thì tự nhiên thầy tặng về, cái gõ ra cái tiếng chuông, tôi giật mình, cái này lạ nghe, quá lạ luôn đó. Bà con nào mà thiên về mê tín,
mà cũng thiên về thương thầy Minh Tuệ, thì hội tụ đủ hai yếu tố đó. Thêm yếu tố thứ ba nữa, mình mà có điều kiện, có tiền bạc cái, mình sẵn sàng mình chi, cũng có thể là bán miếng đất để chi cũng không chừng, thì có phải đã rơi vào bẫy của những người đã tạo dựng nên câu chuyện đi lừa gạt, và cuối cùng vỡ lẽ ra cái nồi cơm này giống như vậy á, để phát ra tiếng chuông. Bên ngoài thị trường nó có hàng ngàn chiếc nồi cơm như vậy, 1.000 nồi cơm giống vậy, tôi nói chuyện không phải đùa, tôi đảm bảo luôn, nếu như chiếc nồi cơm này đã được sản xuất ra thì phải có nhiều cái loại nồi cơm giống như vậy nữa, chứ không có công ty nào, không có đơn vị nào mà lại sản xuất một loại nồi cơm chỉ ra một cái duy nhất cả. Thì nếu như đã có những cái như vậy thì đơn giản thôi, chúng ta cứ kiếm những cái nồi cơm giống giống vậy thôi, về chúng ta khỏa thử coi, lấy cái miếng vải, cục vải cây chuông, lấy cái gói gì kê lên là được rồi, gõ cái thử coi, cái bon coi thử coi nó nghe không, thì lúc đó mình sẽ minh chứng được tất cả mọi vấn đề. Chứ đâu có phải đợi cái gì mà tới có một cái nồi này thôi mà cắm đầu vô đó mà gõ hoài, thì tức là họ đang đưa thông tin ma mị. Nếu như mà họ quân tử, họ kiếm cái nồi cơm cũng giống vậy đó, hai cái mà giống nhau nha, 100%, hay là khác công ty sản xuất cũng được, khác nhãn hiệu cũng được, nhưng nồi phải cân nặng bằng nhau đó, đặt lên bàn cân hai bên gõ cái, nếu như bên kêu bên không kêu á, cái đó đó thiên hạ ta mới tin. Và trong cuộc sống này, bà con mình nhiều người cũng đã gửi tin nhắn bình luận rồi, nhà cô nè, cái nồi cơm cô gớt đó, thì cô xài cái nồi Hàn Quốc rất tốt, giá trị rất đắt tiền, cô gớt cái nó cũng kêu như tiếng chuông vậy, có khác gì đâu con, bởi vì cái chất liệu nó như nhau đó. Chất liệu nó như nhau thì làm sao mà có thể tiếng kêu khác được, nó không có ma mị tới cỡ đó. Họ đang bài trò mê tín để dẫn dụ những người nhẹ dạ cả tin. Nên bà con mình á, nghe cái gì gắn liền với sư Minh Tuệ thì bà con mình nên kiểm chứng cho kỹ, không nên mù quáng mà tin. Cái này họ đánh thẳng vào tâm lý, nói chung là thao túng tâm lý của những người yêu mến sư Minh Tuệ quá đà, thì dễ dàng sập bẫy. Điển hình như bà kia mới lừa được 250 triệu bị công an bắt ở ngoài Hà Tĩnh đó. Thì quý vị thấy sao? Rất là đau lòng cho những người Phật tử đã đặt trọn vẹn niềm tin vào một ai đó, cứ tin tưởng rằng đó là phép màu nơi sư Minh Tuệ. Sư rất là tốt, sư tu rất là tuyệt vời, nhưng cái quan trọng mình phải hiểu được sư, mình phải thấy được tất cả những giá trị. Cái video này lên đây không phải mình cố tình bới móc, nhưng mà nói thẳng ra tôi muốn bảo vệ bà con Phật tử thôi, muốn chia sẻ những cái mà mình biết. Thậm chí tại vì những cái clip trước đó mình đưa lên, mình chứng minh nó chưa có sòng phẳng, người khác có thể khẩu phục nhưng tâm họ chưa phục. Nhưng lần này qua những cái chi tiết ngắn, rất ngắn gọn thôi, là sư Minh Tuệ cái nồi nào cũng chế lại để cho cắt ngang cái miệng, cưa ngang cái miệng nha, là để nó thẳng gì đây, tức là để trở thành một cái bình bát để đi khất thực, chứ thầy không có chừa nguyên cái dành. Thì những người đó họ nên coi lại, mình ngụy tạo nhưng mình ngụy tạo giống chưa, để cho nó xác đáng. Thì với những lời giải thích này, cô chú anh chị có thấy được rằng qua những cái clip mà để phân tỏa á, là an bài về cái vấn đề mà tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội về chiếc nồi cơm đó, đã có câu trả lời cho mình hay chưa, là quý vị tự hiểu. Thêm một vấn đề khác, sư Minh Tuệ đã ôm vào lòng chiếc nồi cơm để khất thực mỗi ngày, thì chiếc nồi cơm nào qua tay sư Minh Tuệ nó cũng rất là sạch sẽ và bóng loáng, bởi vì bàn tay thầy cầm hàng ngày và Phật tử cúng dường hàng ngày trên đó. Thì mỗi ngày mà ôm gì nè thì làm sao mà không sạch được. Nhưng chiếc nồi cơm này nó không có cái độ bóng đó. Hơn nữa quý vị biết không, nói cái nồi cơm này là đã gắn bó với thầy 6 năm, ừ thì cứ cho là 6 năm, 6 năm tại sao thầy ôm mỗi ngày trong vòng gồng gã 6 năm mà nó không bóng loáng gì hết vậy, mà nó lại sần sùi giống như trong kho mới xách ra, hay là trong cái góc xó nào mới đem ra để trình bày. Thì cái này nó đủ cái tính thuyết phục để người ta tin rằng bàn tay sư Minh Tuệ đã cầm nó trọn vẹn 6 năm hay chưa. Đó mới là dấu chấm hỏi. Tôi nói thiệt, cái nồi này mà cầm 1 tháng thôi nó giật bóng, bên ngoài nó vẫn sạch. Bà con người ta đã góp ý đánh giá rất là đúng về cái là cái mặt ngoại hình, hình hài của nó bên ngoài. Nói thiệt, nó rất là dơ,
nó không giống như cái nồi đã từng sử dụng qua năm tháng. Đồ vật trong nhà quý vị tự kiểm chứng đi, cái gì mình xài hoài thì kiểu gì nó cũng sáng láng hơn cái đồ mà mình vứt xót là ở trong kho, trong trong hốc gì đó mà mình không xài. Bao nhiêu đó nó chứng minh tất cả. Thì clip này tôi tin rằng là đủ sự thuyết phục đối với bà con, cũng như là mình giải thích cái gì cũng cho, cũng dành cho cái phe phản biện bên kia. Người ta hay chửi mình đó, là mình không tin thì thôi, đó là phép màu để sư Minh Tuệ, để cho người ta có cái nhìn sáng hơn. Nếu như tâm phục mà khẩu chưa phục thì người ta cũng phục cả hai, mà khẩu phục mà tâm chưa phục thì người ta cũng phục dạng bề đó. Tôi nói cái gì tôi dẫn chứng hẳn hồi và lập luận cho nó chắc chắn, chứ không phải lên đây mình cũng nói gì mình nói. Còn ai muốn chửi tôi tiếp thì do tâm họ u mê thì họ chịu, chứ còn tôi giải thích ở đây tất cả bà con khán giả thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đều rất hài lòng. Thì tôi cảm ơn bà con đã ủng hộ và gửi những tin nhắn, gửi những thông tin về đây để cung cấp cho tôi, để tôi hoàn thiện video này rất là nhiều. Sở dĩ hôm nay tôi lên đây tôi nói cái câu chuyện này thì cũng nhờ sự góp sức của bà con mỗi người một ý. Thì ở đây là chúng ta công lao, nếu như mà để nói về cái công lao để sáng tỏ chiếc nồi cơm kia thì có của tất cả mọi người, chứ không phải riêng một mình để đó Cà Mau. Con không có nhận toàn bộ công lao này, thì do sự đóng góp cô chú mà con mới suy nghĩ ra, sự đóng góp của anh chị mà ở đây mới hoàn thiện được những cái bài nói chuyện nó mang đầy đủ cái tính thuyết phục, chứ một mình con là không đủ. Thì con cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng rằng tương lai đối với thầy, đừng ai tin vào những cái người mà đang cố tình ma mị để sắp xếp những câu chuyện nào đó để gắn liền với tên tuổi của sư Minh Tuệ. Xin chào tạm biệt.